Chào các em, nay thầy trò chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài số 3 đơn thức trong chương trình toán 7. Trước tiên vào học, các em hãy dành một chút thời gian ấn vào phím đăng ký kênh ở phía dưới của video để chúng ta tiếp tục nhận được các bài học tiếp theo. Trước tiên thầy có mấy câu hỏi cho bạn kiểm tra. Câu 1. Tính giá trị của biểu thức 6x bình y cộng xy tại x bằng âm 1 và y bằng 2. B. 5 trừ x, y mũ 3 tại x bằng 1 và y bằng âm 3. Rồi, có lẽ các em đã tính xong. Bây giờ các em hãy đối chiếu kết quả của các em với kết quả của thầy. Và thứ nhất, thay x bằng âm 1 và y bằng 2 vào biểu thức ta được. Và các em chú ý biểu thức ở đây chính là 6x bình y cộng xy. Vậy lúc này các em sẽ có được giá trị như sau. Các em đã viết nguyên giá trị là 6 nhân, ở đâu có x ta thay bằng âm 1. Vậy âm 1 ở đây là x bình phương. Vậy các em biết là bỏ ngoặc âm 1 bình phương nhân với y, y ở đây là 2, rồi cộng với âm 1 và nhân với 2. Bây giờ chúng ta thay số xong rồi, bây giờ chúng ta thực hiện phép tính. Chúng ta hạ lũy thừa trước, âm 1 bình phương thì chính là bằng 1. Vậy các em có là 6 nhân với 1 là bằng 6. Vậy 6 nhân với 2 thì bằng 12. Vậy kết quả ở đây chúng ta bằng 10. 12. Đó, cộng với, ở đây là âm 1 nhân với 2 thì chúng ta kết quả là bằng âm 2. Vậy là cộng với âm 2. Đến đây thì chúng ta thấy là 12 mà cộng với âm 2 thì kết quả của chúng ta sẽ là bằng 12 trừ đi 2 và bằng 10. Vậy đến đây chúng ta rút ra kết luận trong mục này là gì? Vậy giá trị của biểu thức cho cũng là biểu thức 6x bình y cộng xy tại x bằng âm 1 và y bằng 2 là 10. Chúng ta ghi ở đây là 10. Tiếp theo chúng ta làm phần B. Chúng ta thay x bằng 1 và y bằng âm 3 vào biểu thức ta được. Các em chú ý cũng tương tự như phần A, chúng ta sẽ được là 5. Ở đây không có giá trị của biểu thức nào, không có biến cho nên chúng ta thay trừ đi x ở đây là bằng 1, là thay bằng 1. Và nhân với y mũ 3 mà y bằng âm 3, như vậy chúng ta biết là âm 3. Tất cả lũy thừa 3. Kết quả ở đây chúng ta hiện phép tính. Các em chú ý, ở đây là âm 3 lũy thừa 3 chính là bằng 3 cái số âm 3 nhân với nhau. Vậy chúng ta có này, chúng ta để ý này, âm 3 nhân với âm 3 rồi lại nhân với một số âm 3 nữa. Ở đây là thầy tính ra nháp nhé. Vậy chúng ta có này, âm 3 nhân âm 3 thì là dương, đúng không nào? Âm nhân âm thì bằng dương, vậy là dương 9. Vậy kết quả của cái phép chỗ này chúng ta bằng 9 này. Đây là cái chỗ này là bằng 9. Đấy là 9 nhân với nhân với âm 3. Vậy là âm nhân âm thì dương nhân âm thì bằng âm. Vậy là kết quả của chúng ta chỗ này là bằng 9 nhân 3 thì bằng 27. Vậy là ta bằng âm 27. Các em chú ý. Vậy ở đây kết quả của chúng ta cũng như sau. Chúng ta sẽ bằng 5 nào trừ đi 1 nhân với âm 27. Vậy kết quả ở đây chúng ta tính là, các em để ý, 5 chúng ta để nguyên. Đến cái số này thì chúng ta thấy là nếu chúng ta viết đây là 1 nhân với âm 27 thì bằng âm 27, ta có thể viết được trừ này, không chưa xét gì đến
Bây giờ chúng ta sẽ bằng âm 27, chính là trừ đi 27. Vậy kết quả chúng ta sẽ được là 5 trừ đi trừ 27. Trừ đi trừ 27 chính là cộng với 27. Vậy là bằng 5. Chúng ta tính, có thể tính ra ngay kết quả cũng được, hoặc các em viết tiếp phép tính được. 5 cộng với 27. Đấy, các em chú ý. Vậy kết quả ở đây chúng ta ra bảo 5 cộng với 27 thì bằng 32. Đấy. Vậy chúng ta kết luận ở đây là, vậy giá trị của biểu thức 5 trừ đi x mũ 3 tại x bằng 1 y bằng âm 3 là 32. Đấy. Đã có giá trị là 32. Rồi, tiếp theo các em sang câu số 2. Để cho các biểu thức đại số ghi trên màn hình. Giờ các em hãy sắp xếp các biểu thức trên thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, biểu thức có chứa phép cộng, phép trừ. Và nhóm thứ hai là biểu thức còn lại, nghĩa là không có chứa phép cộng và phép trừ. Và các em hãy dành nữa thời gian khoảng 5 phút để chúng ta hoàn thành cái đề án bài toán. Các em chú ý là chúng ta có thể dừng màn hình lại để chúng ta làm. Rồi, bây giờ các em hãy đối chiếu kết quả làm việc của mình với kết quả mà thầy công bố. Nhóm thứ nhất gồm các biểu thức có dứa, dấu cộng và dấu trừ, và nhóm còn lại là các biểu thức còn lại. Các em chú ý cho thầy là các cái biểu thức cái này người ta không gọi là đơn thức, còn các cái biểu thức như ở nhóm 2 đây chúng ta gọi là đơn thức. Vậy đơn thức là những biểu thức như nào? Chúng ta đi vào bài ngày hôm nay. Các em chú ý, một, đơn thức. Như thầy vừa nói thì nhóm số 2 ấy, là các cái biểu thức này là đơn thức. Vậy đơn thức là gì? Thì các em chú ý là 5 ở đây là đơn thức, và 5 chỉ là một số. X cũng là đơn thức và chỉ là một biến. Còn các cái biểu thức còn lại thì chúng ta gồm số và tích các biến. Các em chú ý, số và tích của các biến, hay là tích của số và các biến. Do vậy chúng ta có khái niệm, các em nghĩ chúng ta có khái niệm đơn thức như sau. Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc một tích giữa các số và các biến. Các em ghi cho thầy khái niệm định nghĩa đơn thức. Rồi, bây giờ chúng ta làm bài 11 trang 32 để chúng ta khắc ghi đi khái niệm đơn thức trong các biểu thức sau. Biểu thức nào là đơn thức để cho các biểu thức. Hoặc là nhìn vào các cái đơn biểu cáo, nhìn vào các cái biểu thức đã cho và khái niệm, chúng ta vận dụng một khái niệm, chúng ta nhận ra ngay các cái đơn thức của chúng ta ở đây chính là biểu thức B và biểu thức C. Vì các cái biểu thức này chỉ chứa các số này hoặc là tích của các số và các biến mà không bao gồm các cái phép toán như là cộng trừ. Các em chú ý như vậy là có đáp số của chúng ta là như vậy. Và tiếp tục các em làm như thế nào. Ví dụ 1, biểu thức nào sau đây không phải là đơn thức? Biểu thức nào sau đây không phải là đơn thức? Thầy đưa ra các cái biểu thức cũng tương tự như vậy, thì các em dễ dàng nhận ra cả biểu thức không phải là đơn thức chính là biểu thức D. Còn bạn nào mà cho rằng không không phải là đơn thức thì các em nhớ lại nhé, bởi vì không cũng là một số, như vậy nó vẫn thỏa mãn cái định nghĩa. Và các em lưu ý, số 0 còn là một đơn thức đặc biệt, người ta gọi nó là đơn thức 0. Các em chú ý. Số 0 còn gọi là đơn thức 0. Trên màn hình thầy giữ lại hai cái đơn thức. Các em chú ý,
Thì đơn thức thứ nhất là đơn thức B, người ta gọi đây là đơn thức chưa thu gọn. Còn đơn thức E, người ta gọi đây là đơn thức thu gọn. À, em lưu ý, đơn thức B là đơn thức chưa thu gọn, còn đơn thức E người ta gọi là đơn thức thu gọn. Vậy đơn thức thu gọn là gì? Các em chú ý, đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm tích của một số với các biến, mà trong đó mỗi biến được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương. Các em chú ý nhé. Hay là trong đó chỉ chứa một biến thôi và nó đã được nâng lên lũy thừa. Các em chú ý, ví dụ như là x bình nhân với x thì đấy không phải là đơn thức đã thu gọn. Mà muốn thu gọn thì chúng ta lại phải nâng hết lên lũy thừa của nó. Có nghĩa là lúc đó chúng ta sẽ là x bình mà nhân với x thì sẽ là x mũ 3. Các em lưu ý. À, bây giờ các em hãy viết cho thầy áo 3 đơn thức đã thu gọn và 3 đơn thức chưa thu gọn. Và các em có thể dành thời gian khoảng 2 phút để chúng ta viết cho thầy. Rồi, bây giờ các em hãy đối chiếu kết quả mà các em viết được với kết quả mà thầy lấy ví dụ như sau. Ví dụ về 3 đơn thức đã thu gọn, trên màn hình của thầy đấy là 3 đơn thức đã thu gọn và 3 đơn thức chưa thu gọn. Đây là 3 đơn thức chưa thu gọn, các em chú ý. Các em chú ý, ta cũng nói hay là ta cũng coi một số là một đơn thức đã thu gọn, ví dụ như số 5 hay số 0. Đấy, các em lý. Và còn nhiều số khác, ví dụ chúng ta có thể lấy một số hữu tỉ như là âm 1 phần 2 cũng là một đơn thức. Các em chú ý, và chúng ta xét cho thầy áo cái đơn thức đã thu gọn là 10 x mũ 3 y mũ 6. Và các em chú ý, các em hãy để ý cho thầy, số 10 người ta gọi là hệ số của đơn thức, còn cái phần x mũ 3 y mũ 6 người ta gọi đây là phần biến của đơn thức. Do vậy chúng ta có thể lưu ý cho thầy đây là đơn thức thu gọn gồm hai phần, đó là phần hệ số và phần biến. Các em chú ý, đơn thức đã thu gọn gồm phần hệ số và phần biến. Và bây giờ các em hãy áp dụng và chỉ ra cho thầy phần hệ số và phần biến trong các cái đơn thức đã thu gọn ở dưới đây. Các em lưu ý là đơn thức đã thu gọn nhé. Thế thì trong các cái đơn thức đã cho ở đây thì đơn thức nào chưa thu gọn thì các em loại đi. Các em dễ dàng nhận ra là đơn thức thì khoanh tròn đây. Đây chính là đơn thức chưa thu gọn, chúng ta bỏ đi. Và bây giờ chúng ta chỉ ra cho thầy phần hệ số và phần biến. À giờ, đơn thức thứ nhất, phần hệ số chính là 4, còn phần biến là x, y bình. Tương tự, ta có phần hệ số là 2 và phần biến là x bình y. Ở đơn thức này, ta có phần hệ số là 2 và phần biến là y. Ở đơn thức này, chúng ta có phần hệ số chính là âm 3 phần 5, còn phần biến là x bình y mũ 3z. Ở đơn thức này, chúng ta có là phần hệ số chúng ta có thể nói là 1, còn phần biến là x. Còn nếu không chúng ta có thể coi như là các em chỉ có phần biến. Còn đơn thức này thì chỉ có phần hệ số đó là 5 và không có phần biến. Chúng ta sang phần 3, bậc của đơn thức. Thầy cho đơn thức là 7 x mũ 6 y mũ 3z. Các em chú ý, chúng ta có như sau: 7 được gọi là phần hệ số, còn x mũ 6 y mũ 3 và z là phần biến. Thì chúng ta sẽ phân tích biến x có số mũ là bao nhiêu. Các em chú ý, biến x chúng ta tìm được có số mũ là 6. Tương tự, ta có biến y có số mũ là 3, đúng không? Còn biến z có số mũ là 2. Các bạn nhìn vào đây thì các em thấy là tổng số mũ của các biến ở đây sẽ là 6 cộng 3 cộng 2. Các em chú ý, tổng số mũ của các biến đây chúng ta sẽ có là 6 cộng 3 cộng 2 và bằng 11. À, thế thì cái số 11 này nó cho ta biết cái gì? Các em chú ý, số 11 này nó cho ta biết bậc của đơn thức. Hay nói khác là ta nói là 11 là bậc của đơn thức đã cho. Các em chú ý nhé.
số 11 tính nhất tổng, chúng ta tính được tổng số mũ của các biến là 11, và bậc 11 là bậc của đối thức đã cho. Như vậy chúng ta nói như sau, bậc của một đơn thức, em chú ý nhé, bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Các em chú ý, có hệ số khác không? Hệ số khác không ở đây các em thế nào là hệ số bằng 0? Như là số 0 ấy, các em chú ý. Nếu mà hệ số bằng 0 thì có nghĩa là thầy lấy ví dụ này. Như là 0 à x à mũ 3 đi à mũ 2 chẳng hạn. Thì đây được gọi là đơn thức mà có phần hệ số bằng 0. Cái đơn thức mà có hai phần hệ số không bằng không nghĩa là nó sẽ được viết ví dụ như là 2 hay là 1, như là x này là y bình phương, thì đây chính là đơn thức mà có phần hệ số khác không. Để lấy ví dụ như vậy thì bậc của đơn thức này là bao nhiêu? Chúng ta thấy là tổng của các số mũ, số mũ của x là 1, số mũ của y là 2, do vậy bậc của đơn thức này là 3, 1 cộng 2 bằng 3. Các em lưu ý, các em làm theo bài tập sau, tìm bậc của các đơn thức sau đây: 1, 4, x, y bình 2, 2, x bình, y mũ 3, x, z mũ 4, và 3 là 5, a, x mũ a, y mũ b và z mũ c, với abc là các hàng số. Tiếp theo là 5, 0. Các em hãy dành thời gian bao giờ có khoảng thời gian khoảng 5 phút để các em hoàn thành như thế nào tìm bậc của các đơn thức này. Rất dễ, bây giờ các em đối chiếu kết quả của các em với kết quả của thầy như sau. Thầy cho biết là bậc của đơn thức thứ nhất là 3, là bởi vì tổng số mũ của x và y là 3. Nào, bậc của đơn thức tiếp theo, chúng ta có thể thu gọn đơn thức này hoặc là để nguyên, sau đó thì cộng tổng các cái số mũ bằng biến được. Chúng ta có 2 cộng 3 là 5, cộng với 1 là 6, và cộng với 4 là 10. Như vậy bậc của đơn thức này là 10. Còn bậc của đơn thức này là bao nhiêu? Thì các em chú ý là bậc của đơn thức này chính là a cộng b cộng cộng c. Còn bậc của đơn thức này là bao nhiêu? Bậc của đơn thức này là 0. Còn bậc của đơn thức này là không có bậc, các em chú ý. Không thể xác định được bậc đơn thức có là chỉ là có phần hệ số bằng 0. Các em chú ý. Vậy các em có phần lưu ý như sau: số thực khác không là đơn thức có bậc 0. Số 5 như thầy vừa nói này, có bậc là 0. Còn số 0 được coi là đơn thức không có bậc. Đấy, em chú ý. Đây là hai cái chú ý rất quan trọng. Còn các cái đơn thức khác thì chúng ta xác định được bậc bình thường, giống như phần khái niệm ở bên trên. Đấy, em chú ý. Chúng ta lưu ý cho thầy như sau. Thầy cho hai cái biểu thức a, phải lấy ví dụ như là bằng 3 mũ 2 nhân 16 mũ 7, b là 3 mũ 4 nhân 16 mũ 6. Thì các em đã biết rằng là nếu chúng ta đem cái biểu thức a nhân với biểu thức b thì chúng ta sẽ được là giá trị như sau. Chúng ta thay số, chúng ta tính, chúng ta sẽ được là 3 bình nhân với 3 mũ 4, và lấy 16 mũ 7 nhân với 16 mũ 6, và kết quả chúng ta sẽ được là 3 mũ 6. Em chú ý, nhân lý thừa cùng cơ số, chúng ta lấy số mũ giữ nguyên cơ số và lấy số mũ cộng với nhau, chúng ta được là 3 mũ 6 và 16 mũ 3. Bây giờ các em chú ý, muốn nhân đơn thức thì ta làm như thế nào? Chúng ta sao? Ví dụ, có ví dụ như sau. Đấy, như chúng ta đã biết rồi. Bây giờ chúng ta phải nhắc lại cái ví dụ. Rồi, thì bây giờ chúng ta thực hiện nhân hai đơn thức cho 2x mũ 3 y và 9x y mũ 4. Các em chú ý, chúng ta cứ đem những cái phần, nếu như phần hệ số chúng ta đem nhân với nhau, và phần biến
thì cứ cùng biến là chúng ta nhân với nhau. Các em chú ý là chúng ta có như sau. Ta lấy 2 nhân với 9 và nhóm vào một nhóm. Và tiếp theo chúng ta lấy x bình nhân với x và nhóm về một nhóm, và y nhân với y cũng 4 chúng ta nhóm vào thành một nhóm. Và chúng ta có 2 nhân với 9 thì bằng 18 và x bình nhân với x thì bằng x cũng 3 và y nhân với y cũng 4 thành y cũng 5. Và đây chính là kết quả của phép nhân đơn thức 2 x bình y và 9 x bình y mũ 4. Vậy các em chú ý, chúng ta có thể ghi như thế sau. Để nhân hai đơn thức ta làm như sau: nhân các hệ số với nhau, thứ nhất là nhân các hệ số với nhau, thứ hai là nhân phần biến với nhau, nhân các phần biến với nhau. Và các em chú ý, mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn. Các em chú ý, mỗi đơn thức đều có thể viết thành một đơn thức thu gọn. Bây giờ các em làm cái nào? Phép tính câu hỏi chấm 3. Thì cho hai cái đơn thức -1/4 x cũng 3 và -8 x y bình. Và các em hãy thực hiện phép nhân hai đơn thức này. Rồi bây giờ các em đối chiếu kết quả phép nhân với kết quả mà công bố như sau. Chúng ta lấy đơn thức -1/4 x cũng 3 nhân với đơn thức -8 x y bình. Chúng ta sẽ được, chúng ta lấy phần hệ số nhân với nhau là -1/4 nhân với -8. Chúng ta chú ý -1/4 nhân -8 chúng ta đóng ngoặc lại. Và lấy phần biến x mũ 3 nhân với x ta nhóm nó lại. Và phần biến còn lại ở đây chỉ còn lại là y thôi, nhưng mà chúng ta biết y bình. Và kết quả chúng ta được là -1/4 nhân -8 thì âm nhân âm là dương, và 8 nhân với 1 thì bằng 8 chia cho 4 thì chúng ta được là 2. Các em chú ý, và x mũ 3 nhân x thì bằng x 4 và y bình phương cũng nguyên. Thứ tự các em làm theo bài 13 trong sách giáo khoa. Tìm tích của các đơn thức sau, rồi tìm bậc của đơn thức thu được. Các em hãy dành thời gian dừng màn hình lại và các em làm bài toán, sau đó thì đối chiếu với kết quả của thầy. Chúng ta có đáp số như sau. Chúng ta lấy đơn thức A, chúng ta thu gọn đơn thức A trước. Các em chú ý, chúng ta thu gọn đơn thức A, ta được. Phân tích chúng ta sẽ được là -2/3 x mũ 3 và y mũ 4. Và tương tự chúng ta thực hiện phép tính đơn thức B. Các em chú ý, chúng ta cũng lấy phần hệ số nhân với nhau và các phần biến nhân với nhau. Chúng ta được kết quả là -1/2 x mũ 6 y mũ 6. Các em chú ý, ở phần A ta được bậc của đơn thức ở đây chính là 7. Các em lưu ý là tổng số mũ của các biến ở đây là 3 cộng với 4 là 7. Và bậc của đơn thức phần B chúng ta sẽ được là 6 cộng 6 bằng 12. Các em chú ý. Tiếp theo các em chú ý, các em làm gì đó? Bài số 1. Chọn một trong các cái ô sau và cho biết biểu thức đó có phải là đơn thức không. Nếu là đơn thức thì chỉ rõ phần hệ số và phần biến bậc của mỗi đơn thức đó. Bây giờ các em chơi cái trò chơi. Thầy ấn số cho các em và các em lưu ý xem là nếu như mà xuất hiện đơn thức nào thì các em cho thầy áo biết đơn thức đó có phải là đơn thức đã thu gọn hay không, hay là biểu thức đó có phải là đơn thức hay không, hay đơn thức đã thu gọn hay không. Tìm cho thầy áo phần hệ số và phần biến nhé. Thầy giả sử thầy chọn B này. 9 x bình y z, đây có phải là đơn thức đã thu gọn không các em? Phải, đúng không? Đây chính là đơn thức và đây chính là đơn thức thu gọn.
Ok anh chị, phần hệ số của chúng ta có là 9 và phần biến của chúng ta chính là x bình y z. Và bậc của đơn thức này chúng ta tìm được là 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Bậc của đơn thức này là 4. Đúng không? Rồi tương tự chúng ta chọn số bất kỳ, B chúng ta chọn rồi, bây giờ chúng ta chọn A. Chúng ta có là 2 phần 5 cộng x bình y. Đây không phải là một đơn thức. Đúng không? Chúng ta tiếp tục chọn C. Đây có biểu thức âm 5 phần 9 x bình y. Các em chú ý đây chính là một đơn thức. Và các em chú ý phần hệ số ở đây chính là âm 5 phần 9. Phần biến ở đây là x bình y. Và bậc của đơn thức này chính là 3, đúng không? 2 cộng 1 là 3. Tiếp theo chúng ta chọn là phần D. Các em cho thầy biết đây có phải là đơn thức không? Các em chú ý đây không phải là đơn thức, bởi vì trong đơn thức này có phép trừ, đúng không? Đây không phải là đơn thức, chúng ta không thể tìm được phần hệ số và phần biến. Tiếp tục chúng ta chọn phần E. Số 0, đây có phải là đơn thức không? Chúng ta trả lời là đây đúng là một đơn thức. Nhưng mà phần hệ số của chúng ta là đây là đơn thức đặc biệt, phần hệ số là 0. Phần biến là có không? Là 0. Và bậc không có bậc. Các em lý, chúng ta chọn phần F. Các em cho thầy biết đây có phải là một đơn thức không? Các em chú ý, bình thường thì đây, nếu nhìn vào đây thì chúng ta phải trả lời đây không phải là một đơn thức. Nhưng nếu như thu gọn giá trị này thì chỉ trong ra được là một đơn thức. 5 trừ đi 20 là âm 15. Âm 15 nhân với 6 chúng ta ra được là âm 90. Do vậy đây chính là một đơn thức. Kết quả của nó là một đơn thức, là âm 90. Và phần hệ số của chúng ta chính là âm 90. Và phần biến thì không có, bậc của đơn thức này là 0. Rồi, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi video.